Alo, xin chào bạn đến với chương trình review máy mới của Duy Nguyễn. Đây là bộ trang phục mới, có thể thích hợp trong vấn đề đi chơi, tập luyện hoặc là đi đâu đó nha. Quần short, giày THL, áo BBT, ok. Rồi, như các bạn thấy trên màn hình, đây là một cái máy leo cầu thang. Đây là cái máy version 2 mà THL phát triển. Nói chung đây là một trong những cái máy rất đắt tiền, tỷ giá 80 triệu đô nha các bạn. Rồi, đây là cái máy, bạn nhìn đi ha, xịn sò chưa, thiết kế ngon chưa. Nói chung là mình nhìn qua đầu tiên là cái cảm quan về mắt á, là thấy giờ cũng được á. Hôm qua tụi nó ráp là cũng lâu lâu á, khung gầm là cũng chắc chắn á, máy đầm nha. Trước á, có cái máy của Trung Quốc mà, bên quận 6. Có cái máy giống giống như Trung Quốc, nhỏ hơn, chạy được 3-4 bữa, không 3-4 tháng chứ. Nói 3-4 bữa quá đáng, chạy xong bị xét đâu đây à. Còn cái này hình như nó không có mấy cái chỗ để xét. Cái này nó làm bằng hợp kim tốt hơn nè. Này mũ, nó xét đâu mấy cái thanh sắt ở đâu đây nè. Chán quá, không làm nữa. Còn đây nữa, nó không, đây nó chơi xịn sòn dây xích má ơi. Dây xích xe tăng đứt vậy đó. Wow. Thì cái máy này cái tác dụng đi rất là tốt bạn. Bạn chạy cardio á, cardio các bạn tập không khéo nó bị chấn thương. Chấn thương nhiều lắm. Nên cái máy này là một trong máy đi luyện cơ đùi, cơ mông này nọ, tập thể lực rất tốt. Vậy thì cái máy này á, nó là một cái bộ, bỏ vô một cái bộ sưu tập hoàn hảo cái máy cardio của THL. Cái nguyên tắc của THL đầu tư dàn cardio là thực dụng và thực tiễn, không có màu mè qua lo hẹ với cái máy không tác dụng mẹ gì chứ không có nhập. Mà nhập là nhập hàng mà gọi là high end không á mấy em. Hàng high end là hàng mà gọi là chất lượng cao nhất của cái hãng. Tất cả những sản phẩm THL mà trưng bày ở trong phòng gym này nè là những cái máy mà high end nhất của hãng rồi, chứ không bao giờ những chơi những máy cùi hết đó. Chạy bộ thì nó là những máy mà 900. Cái này á, cái này mắc hơn chạy bộ nữa mày. Thì cái máy này mắc lắm. Cái máy này là một trong những máy mày gọi là giang hồ nó không dám đầu tư luôn á. Một phòng gym đầu tư chừng 3 máy thôi mà anh nhập về chục máy mà không có chỗ để đây máy, còn mấy máy kia bỏ phòng khác. Thì như Duy đã nói một cái quan điểm ngày trước tới giờ là cardio là các bạn đừng bao giờ cardio trên một máy. Các bạn phải cardio nó xoay vòng, đúng không? Chạy bộ một tuần chừng 2 ngày, xong rồi qua đi leo cầu thang. Đó, rồi xong rồi mình qua mình chèo thuyền rô đó. Còn hoặc là mình chạy bộ 5 phút, mình qua mình leo cầu thang 5 phút. Cái cardio á nó cần phải toàn diện, nó cần phải nhiều bài, chứ phải cardio mà lúc nào cũng leo ra đi bộ chạy bộ không mẻ banh cái chân nó phải dẫn đâu nha. Đó, chạy bộ nè nó bị nè chấn thương phần mềm nè. Này chấn thương là gì, kêu là bạc đạn nè. Đúng không? Này chấn thương ốc nè. Không phải giỡn đâu. Đó, nên cái máy này nó an toàn, các bạn tập bằng không bị chấn thương. Máy đạp xe không chấn thương, máy chèo thuyền không chấn thương, máy chạy bộ rất hiệu quả nhưng chấn thương. Đó, bởi vì chúng ta phải phối hợp cái máy chạy bộ á trong một khoảng thời gian thôi, chứ không phải lúc nào cũng cắm vô chạy bụp nha các bạn, là sai. Thì trên cái máy này nha, nó có rất là nhiều chương trình, nó rất là nhiều chương trình. Chúng ta có thể chọn một chương trình nào chúng ta thích, hoặc là chúng ta nhấn Start để chạy bình thường. Có nút này không, trên đây có nút, hai nút đây, bên đây nút chỉnh level, nút Star đó đi bình thường. Đó, mình tăng level lên thì nó nhanh lên, đó, tăng level lên. Đó, đi ra level 5. Đi ngày chừng 10 phút thôi. Thử rồi có té không? Không sao, nó thiết kế sẵn té rớt vô đây. Té rớt vô đây. Còn có cái máy á, ví dụ nó không cho té luôn mà. Nó chạy tới đây nè, đang đứng bực lại đụng má hết hồn luôn, má ơi, má mẹ ơi. Hết hồn gãy chân. Đó, mình phải hiểu cái máy trước nha. Hiểu máy trước. Thử coi té không. Thử coi đi đạp xuống coi nó cấn vô chân không. Không. Trên màn hình đó thì không có gì hướng dẫn nha các bạn. Nhìn màn hình bạn hiểu rồi. Tất cả những cái hệ máy cardio khác đều có những cái chương trình warm up, training, fast burn, interval. Đó. Tăng giảm level trên đây. Level càng nhỏ nó chuyển động càng chậm. Nó chỉnh level nhanh đi cho nó mỏi cẳng. Max level là nhiêu? Má. Cái này chạy luôn rồi chứ hết đi luôn rồi. Má max level 20. Này tập nhảy luôn rồi mấy em. Thôi sắp mặt. Má ơi. Level 20 mệt quá. Ôi đó lên lại nè, 20 nữa hả? Cấp cứu.
Cấp cứu đó. Tháo ra cấp cứu. Mệt quá. Level 2. Chỉnh lên level được nha mấy em. Okay. Nó sẽ có rất là nhiều chương trình. Trong đây có chương trình user của mình nữa là để mình set. Đó. Nhưng mà thường mấy cái máy phòng tập á các bạn set user không được đâu. Tại vì khi bạn set tập user xong á, làn khứa kia lên nó sẽ phá liền. Là user của mình nó sẽ không có lưu. Đó là mình ôm máy này 30 phút thì cũng kẹt trong phòng quá nghe. Thôi tụi em chơi chỉnh manual đi mấy em ơi. Đi bộ chừng 10 phút được rồi. Nên thôi chắc anh không đi vô sâu vô chương trình RAM nha mấy em. RAM nó nhiều RAM quá mà RAM 30 phút thì chết luôn. Thôi giờ đi qua phần móc tốc độ quan trọng nha mấy em. Ok. Nhấn Start. Nhấn Start rồi đi vô móc tốc độ quan trọng. Anh nghĩ tốc độ quan trọng là level 6. Nó có đúng cho cái máy này hay không? 7, 8. Nó này được nè, này đi nhanh nhanh nè, level 8. Đi này lên bao lên mông luôn má. Đó, đi lên mông đùi. Cái này tập giúp cho săn gọn. Nghe không có bự đâu. Tốc độ 10 chắc được. 5 phút phải hành mệt thấy bà rồi. Trên màn hình là bảng thống kê. Đi được bao nhiêu bước, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu calo. Cái này nó chia lầu nữa. Nãy đi được mười mấy lầu rồi. Nhưng mà không đi qua level thì chúng ta phải phân tích level để cho các em thấy. Anh xin top chương trình. Ok. Đầu tiên là cái level warm up. Nít vô. Rồi. Không chỉnh được khỉ gì hết. À được, được. Khứa. Được, được, chỉnh được mấy em. Nhưng mà cái thằng này lập trình ngu như con chó vậy đó. Má. Ê, chút tụi bay qua cho màn hình nè. Mày lập trình ngu quá. Anh phải viết thư anh chửi nó mới được. Thí dụ như bình thường á, cái logic đó chúng ta muốn chỉnh á là chúng ta nhấn chọn chương trình rồi xong rồi những thông số nó chết chúng ta chỉnh. Mấy em sẽ rất là dễ hiểu. Còn khứa này á thì em chọn chương trình nè. Nó kêu nhấn nút Start luôn. Không chỉnh được. Nhưng mà tụi em muốn chỉnh á, tụi em nhấn cho nút Target. Target kịch. Target là mục tiêu á. Bây giờ nó ngựa bà đó nữa. Mất cùng một hãng á mà nó lập trình ngu với em. Cái này là anh kiểm điểm nha. Anh kiểm điểm mà tụi nó phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Nghiêm túc. Chứ bao nhiêu cái hệ máy speed khác nó đâu có vậy đâu. Tự nhiên thằng khứa này, ủa mày mướn lập trình viên nào vô vậy. Rồi. Vậy là nãy mình hiểu sai vấn đề rồi. Tức là cái thằng target này nè. Là cái thằng chương trình là chương trình mục tiêu. Chứ không phải là cái dạng là một trong những chương trình này. Nên thằng target này á là em sẽ chỉnh đó, tức là mục tiêu của em là đạt được cái nhịp tim là bao nhiêu, calo bao nhiêu rồi đó. Thì chỉnh cho thằng target này. Chứ thằng target này không phải là cái để thiết lập cho những chương trình này. Vậy là thằng này không chỉnh thời gian được hả ta? À hiểu rồi. Tức là cái triết lý thằng này á là tất cả mọi chuyện mình nên chỉnh tay. Tại vì sao? Đúng không? Tại vì á cái chương trình này nó đi nó rất là chậm, nó không có nhanh được. Thì trong đó mình chỉnh bằng cái này rất là nhanh nè. Mày hiểu không? Mình chỉnh bằng hai cái này đó là trên tay cầm rất là nhanh. Trên tay cầm rất là nhanh á thì mà level á thì thường mình chạy á 20 là bỏ đi. 20 hồi nãy đi sắp mặt rồi mà đi sao nổi. Cứ cho là từ 15 cho tới 10 đi. Là nhấn có 5-7 cái thôi à. Đó, thì mình chỉnh interval bằng cái này cũng được. Còn không á thì mình chơi mặc định interval của con khứa này nó hơi xa. Thằng khứa này nó xa lắm, nó 30 phút lận. Mà đâu có mà không lẽ mà đi bộ trên này 30 phút. Đó, nên cái thằng này nó đâm ra những cái chương trình á nó sẽ không có hiệu quả bằng cái máy đi bộ. Mà nó chỉ là giúp cho chúng ta tập luyện mà chương trình custom á chúng ta chỉnh tay. Đó, còn chương trình có sẵn á ở trên cái này á là nó lập sẵn là 30 phút. Tụi em chỉ được chỉnh cái cường độ thôi. Nhưng mà thời gian thì nó vẫn là mặc định là 30 phút. Nó không thay đổi được cái mặt thời gian. Đó. Rồi nó tóm lại cái máy này á anh chạy chừng 10 phút là anh té khói mẹ rồi. Không chạy 30 nữa đâu chán lắm ba ơi. 10 phút là mệt rồi đó. Nói dụ chương trình warm up thì 30 phút, mẹ warm up trên máy này 30 phút hết bà đi quật cao. Đúng không? Hết bà đi quật cao nên đâu có ý nghĩa gì đâu. Level 2, trong quá trình level thì mình chỉnh được lên 3 lên 4. Đó, thế nào cho mình khi mình chỉnh một cái RAM á thì cái level mình thay đổi bằng dấu cộng dấu trừ. Rồi được mấy em, chương trình chỉnh được nha. Anh Duy biết chỉnh rồi. Hồi nãy tại anh Duy hơi nóng, anh Duy xin lỗi mấy em. À được, được. Khứa. Được, được, chỉnh được mấy em. Nhưng mà cái thằng này lập trình ngu như con chó vậy đó. Thằng này nóng lắm.
mua cái máy mẹ 80 triệu về mà nó ngu ngu là tức trào máu, em giỡn thôi nha. Nó tóm lại bây giờ á, tụi em chơi cái này á là chơi manual đúng không, còn tụi em mà quan tâm tới chương trình á, tụi em nào mà quan tâm tới chương trình như thói quen á thì ok anh chỉ cho chương trình chơi. Chương trình á thì nó có 6 chương trình sau đây, thì em chọn chương trình nào cũng được hết á, em chọn chương trình nào cũng được đó. Em chỉnh thời gian trên này, rồi cái level thì em chỉnh bằng nút cộng trừ này. Thí dụ giờ anh chọn training đi, rồi ok đầu tiên nó sẽ mặc định là 30 phút không được, xong mình nhấn ok để set từng cái chương trình trên này, set từng cái thông số trên này nha. Ok rồi chạy thì cái chương trình mặc định của nó nè, đồ thị mặc định nó nè, nó là như vậy, nó là như vậy. Nhưng mà chỉnh nó sẽ nhớ nha mấy em. Wow. Thành ra nó sẽ nhớ đó, đó em lên một cái nó nhảy lên luôn đó. Tức là cái chương trình này á, tùy vào từng chương trình, cái thằng interval á thì em chỉnh nó sẽ nhớ, còn thằng này anh đang chọn là training thì nè em nhấn một xuống một cái nè. Tại sao tôi nhấn lên, tôi nhấn lên là tại vì cái này nó yếu quá, tôi tập không đã, tôi nhấn lên, nhấn lên phát một này nó nhảy lên luôn, nó nhảy lên một cục luôn là nó lên hết luôn, hiểu chưa? Còn bây giờ mệt quá thôi, tại mấy chừng đuối rồi, mẹ lỡ chơi ngu rồi, xuống đó, đó, đúng không? Đó, đó là nó khác mấy chờ bộ nha, xuống nó mệt quá rồi, xuống thành vậy luôn. lên đó, rồi lên hết, xuống hết. Vậy thằng này level 10 chắc này là 13, 14 gì nè. Đó, xong nhấn stop. Rồi quăng interval. Ok 5 phút. Rồi, đồ thị interval nó sẽ làm vậy. Nè, em nhấn lên nè, là nó lên cái dòng thấp nhất thôi. Nó lên dòng thấp nhất thôi nha. Nè, lên dòng thấp nhất. Rồi là nó lên một dòng thấp nhất lúc đầu, là những dòng thấp nhất lúc sau nó sẽ lên hết. Đó. Rồi xong rồi, lên dòng cao nhất chỉnh lên. Rồi, đã lên dòng cao nhất hết. Rồi cứ chạy vô hoài luôn. Đó là chương trình của mình chỉnh mà. Rồi chạy vô hoài luôn, chạy hết chương trình 5 phút. Nhưng mà cái này á, interval em đừng có chơi sốc quá. Sốc quá nó bị khựng. Tức là đang chạy là nhanh quá, xong rồi chạy chậm là nó khựng cái kịch liền. Nó bị lỏng đầu gối, hiểu không? Đó. Rồi xong giờ mệt quá, lỡ chơi ngu rồi, xuống cái nó xuống hết. Không. Đó. Nên cái này nó quan trọng lắm. Nó là mình hiểu từng chương trình. Xong là bay video luôn nha. Còn cái phần thông số đây là mấy đệ tử là nó dịch nha. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.